Thưa quý vị, theo Ngân hàng Nhà nước, cứ 100 người trưởng thành có đến 66 người có tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Việc số hóa dịch vụ và tác động của dịch COVID-19 đã giúp thanh toán số trở thành xu hướng tất yếu và ưu tiên hàng đầu của người dùng. Chỉ một năm trước đây, việc thanh toán các giao dịch mua bán tại chợ đều bằng tiền mặt, thì nay người tiêu dùng dễ dàng thanh toán đơn hàng bằng cách quét mã QR hoặc chuyển tiền qua số điện thoại trên ứng dụng Viettel Money. Quầy hàng nào cũng có cái mã code rồi thì mình vô chỉ cần ấn cái điện thoại thôi là chuyển khoản qua, mua rất là nhanh mà khách hàng rất là mến mộ. Viettel Money là hệ sinh thái thương mại tài chính số với đa dạng nguồn tiền, cho phép mọi người dùng thực hiện mọi giao dịch chuyển, nạp, rút tiền, mua bán trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng. Đã có mặt tại 3 chợ lớn tại thành phố gồm chợ Hàng, chợ Cồn và chợ Đống Đa. Không dừng lại ở con số 1.000 tài khoản, trong thời gian thí điểm, đơn vị cung ứng dịch vụ Viettel Đà Nẵng đã cố gắng mở rộng độ bao phủ của các kênh thanh toán phi tiền mặt tại tất cả các chợ trên địa bàn thành phố. Hầu như khách hàng ai họ cũng nhiệt tình để họ tham gia, họ thấy những cái triển khai của chợ mình đó, tham gia để cho tiện trong việc vấn đề sau này về. Vấn đề thanh toán không sử dụng tiền mặt tại chợ, một phần ngoài ra thì mình có thể trên app này có thể chuyển tiền lên ngân hàng cũng được hỗ trợ miễn phí hoàn toàn. Thanh toán tiền điện, tiền nước và tất cả các dịch vụ. Thấy người ta đang cài cái tải ứng dụng về cho nên chị thấy chị để chị tìm hiểu có những cái điểm gì mà cần thiết với lại có lợi cho mình thì chị dùng. Theo Ngân hàng Nhà nước, 5 tháng đầu năm 2022, thanh toán qua điện thoại di động tăng 98% về số lượng giao dịch và 87% về giá trị. Thanh toán qua QR code tăng tương ứng 56% về số lượng và 112% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Con số tăng trưởng này cho thấy thanh toán số trở thành xu hướng tất yếu và ưu tiên hàng đầu của người dùng, buộc ngành ngân hàng phải đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng thanh toán, hệ thống công nghệ thông tin, triển khai các công nghệ mới, giải pháp tiên tiến để thiết kế, cung ứng các sản phẩm, dịch vụ, thanh toán an toàn, thuận tiện, giá cả phù hợp theo hướng lấy khách hàng làm trọng tâm. Thì gần như là trong cái thời gian qua mà khi chúng tôi triển khai cái việc mà ứng dụng công nghệ số vào các cái lĩnh vực tài chính thì gần như số lượng khách hàng của chúng tôi là phát triển rất là nhanh chóng và chúng tôi gần như là phục vụ là khách hàng là rộng lớn và xử lý được các cái giao dịch của khách hàng là rất là tiện ích và khách hàng là gần như là rất là hài lòng vì người ta không cần phải đến ngân hàng để thực hiện các cái giao dịch và cái số lượng mà giao dịch trong cái việc mà giao dịch trực tuyến trong cái thời gian qua chúng tôi triển khai các cái giải pháp kỹ thuật số thì gần như chiếm 80% các cái giao dịch hàng ngày của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng việc người tiêu dùng thay đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, số hóa dịch vụ sâu rộng và những tác động đa chiều của dịch COVID-19 sẽ khiến thanh toán số trở thành xu hướng tất yếu trong nền kinh tế và ưu tiên hàng đầu của người tiêu dùng.